Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay, đầu tiên hết là đặc sứ Liên Hợp Quốc chỉ trích Sudan về cuộc bạo động sau khi có hai người đã bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình. Tin từ Cairo cho biết, đặc sứ của Liên Hợp Quốc tại Sudan trong ngày Chủ nhật đã chỉ trích về việc giết hại hai người trong cuộc dập tắt bạo động và chống lại nhóm ủng hộ biểu tình dân chủ và những người đã tràn ra được một lần nữa để đòi hỏi trả lại cái quyền dân sự từ cái cuộc đảo chánh của chính quyền quân thiệt. Hàng trăm người đã tụ tập vào ngày thứ Bảy ở Khartoum, nơi mà an ninh đã được siết chặt và phía của chính quyền quân, uh, quân đội đã dập tắt cuộc bạo động và rượt họ trên đường phố theo tường trình của các nhà hoạt động tôi rất bất ngờ bạo động đã diễn ra ít nhất có hai người trẻ biểu tình ở katom ngày hôm qua đã bị thiệt mạng một lần nữa việc bạo động phải được chấm dứt đó là lời phát biểu của volker petes à, đặc sứ của liên Hợp quốc đã viết trên twitter hai người bị thiệt mạng trong lúc biểu tình ở katom ở cái khu vực gọi là Ka, à, kalakla ở cái khu vực à, láng giềng và trong đó thì à, họ đã bị bắn chết bởi lực lượng an ninh và đồng thời à, đang có những cái cuộc gọi là đòi hỏi lại chính quyền dân sự tại đây à, giữa lúc mà cái uh, quỹ ban đặc trách về uh, y tế cho biết đây là một phần của phong trào đòi dân chủ. Và ông Petet đã lên tiếng thúc giục chính quyền quân đội tại đây là phải tháo gỡ cái lệnh khẩn cấp ban hành kể từ ngày 25 tháng 10 sau cuộc đảo chánh để có đường hướng hòa bình cho cái cuộc khủng hoảng này. Đây được xem là một trong những cơn khủng hoảng mới nhất ở tại khu vực Sudan ở Phi Châu. Trong khi đó thì tình trạng bất ổn đã diễn ra trên vùng đất thánh Jerusalem trong cái cuộc tụ tập mới nhất từ jerusalem cho biết trên 2.500 người à, do thái đã viếng thăm jerusalem được xem là vùng tế nhị à, đất thánh ở đây vào ngày chủ nhật à, trước khi mà có một cái cuộc diễn hành à, theo cái chủ nghĩa dân tộc băng qua cái cổ thành jerusalem à, trong đó thì à, phía người palestine và thì núp ở bên trong đền tờ asad và trong đó họ đã ném gạch và những cái, cái, cái bom xăng vào phía những người viếng thăm gần khu vực ở cảnh sát của, của cảnh sát do thái hàng ngàn cảnh sát đã được khai triển ở tại thành phố trong ngày tụ tập vào ngày chủ nhật nơi mà lá cờ dân tộc của Do Thái đã được dương lên cao trong lúc mà họ đi tuần hành qua khu vực của cổ thành Jerusalem nơi được xem là có rất đông đảo người Palestine. Phía Do Thái cho biết là cuộc tụ tập này để chúc mừng cho việc chiếm lại miền đông Jerusalem bao gồm luôn cả cổ thành Jerusalem năm 1967 trong cuộc chiến tại Trung Đông và Do Thái à, tuyên bố cổ thành Jerusalem vốn là à, thủ phủ của họ tuy nhiên cộng đồng quốc tế vẫn chưa thừa nhận và à, vẫn chưa thừa nhận điều này à, và người Palestine thì sinh sống ở phía đông của cổ thành Jerusalem cũng đã có một cuộc à, xung đột với lại phía do Thái thời gian gần đây thì khu khu vực cổ thành Jerusalem từ khi mà có thánh lễ Ramadan đã có sự căng thẳng giữa người do Thái và người à, Palestine tại đây đặc biệt là liên quan tới ngôi đền thờ nổi tiếng ở vùng đất thánh này đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay cùng một lượt trong ngày hôm nay trong phần tin quốc tế Đức Pháp kêu gọi bút tin là phải nghiêm túc trong các cuộc đối thoại với lại ông đàm phán với lại ông tổng thống của Ukraine là Zelensky tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng của Đức là Olaf Scholz trong ngày thứ bảy thúc giục ông tổng thống Nga Vladimir Putin là phải có một cuộc đàm phán nghiêm túc trực tiếp với lại Tổng thống Zelensky để mà có thể có được một cái giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến này. Yêu cầu được đưa được đưa ra trong cú điện thoại giữa ba nhà lãnh đạo theo văn phòng của ông Sho cho biết và theo tường trình của Moscow thì ông Putin nói với ông Macron và ông Sho là việc gia tăng việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine có thể sẽ dẫn tới những cái tiềm năng tranh chấp trong tương lai. Ông Macron và ông Scholz đoan chắc rằng phải có một cuộc ngừng bắn ngay lập tức và sự rút quân của Nga ra khỏi lãnh thổ của Ukraine. Ông Putin cho biết Moscow sẽ mở ra tất cả các cuộc đàm phán với phía Kiev theo tường trình của Điện Kremlin. À, tuy nhiên, họ không nói bao giờ thì nhà lãnh đạo của Nga có thể có cuộc nói chuyện trực tiếp với ông Zelensky. Tổng thống Zelensky à, trước đó thì nói rằng là sẵn sàng có cuộc đối thoại với Nga. Tuy nhiên, thì à, ông nói rằng có có thể là cuộc đối thoại này sẽ diễn ra sau khi chiến tranh chấm dứt và phía Nga Ukraine vẫn tiếp tục đang có hàng loạt những cuộc thảo luận liên quan tới việc mà Nga xâm lăng Ukraine từ hồi tháng và yeah, tháng 2, mặc dù các cuộc đàm phán thời gian đây gần đây đã bị ngưng lại. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới đã bước ra cái bước đầu tiên cải tổ và uh, sau khi mà có áp lực nặng nề từ cộng đồng quốc tế và nhất là từ lúc mà đại dịch bùng nổ tin từ Geneva cho biết là các quốc gia trên toàn thế giới trong ngày thứ Bảy đã chấp thuận một sáng kiến do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm cải tổ các quy tắc để đối phó với những tình trạng đại dịch mà tòa. cái quy tắc này nằm trong cái gọi là International Health Regulation, gọi tắt là IHR, tức là những quy tắc dành cho tổ chức uh, sức khỏe của thế giới theo tường trình của Liên Hợp Quốc. Trong bản tu chính này, ở trong đó được uh, chấp thuận bởi uh, Tổ chức Y tế Thế giới và xin đặt... lỗi, xin lỗi quý vị là cuộc họp của đại hội đồng y tế thế giới y tế thế giới à, trong cái cuộc họp và trong đó thay đổi về tất cả những cái quy tắc nhằm gia tăng thêm cái vai trò của họ với khoảng 15 triệu người đã bị thiệt mạng trong cái trận đại dịch vừa qua trận đại dịch này đã khiến cho tu chính cái article số 59 của cái khung quy tắc về về y tế của cộng đồng quốc tế trong đó sẽ gia tăng cái việc cải tổ và diễn ra giữa lúc mà đang có sự phản đối mạnh mẽ của một số quốc gia tại phi châu và một số những quốc gia khác việc thay đổi này đã được đưa ra từ phía washington trong đó bao gồm các nước như là nhật bản hoặc là liên hiệp âu châu là đưa ra cái bước đầu tiên để cải tổ tất cả các khung quy tắc của tổ chức y tế thế giới đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới quốc tế, ngày hôm nay Ukraine sẽ nhận được các hỏa tuyển Howitzer giữa lúc mà ông Zelensky cho rằng là sẽ có thêm những vũ khí tốt để đối phó với Nga. Ukraine đã bắt đầu nhận được loại Harbour Anti-Ship Missile, tức là loại hỏa tiễn chống tàu chiến Harbour từ phía của Đan Mạch sau khi mà họ nhận được những cái uh, loại hỏa tiễn và những cái uh, bệ phóng này trực tiếp từ hoa kỳ và vũ khí vẫn tiếp tục thúc uh, hỗ trợ cho ukraine trong việc chống lại nga xâm lăng ukraine bộ quốc phòng của nga ở uh, của ukraine và người bộ trưởng đứng đầu là olesi renikov đã cho biết vào ngày thứ bảy uh, lực lượng quốc phòng ở bờ biển của chúng tôi sẽ không để cho bất kỳ một cái cuộc nào gọi là phong tỏa và chúng tôi sẽ gia tăng mạnh hơn bởi cái dàn hỏa hỏa tiễn gọi là harpoon và họ sẽ sử dụng và sẽ huấn luyện cho tất cả các binh sĩ của Ukraine. Ông uh, Renikov đã viết trên Facebook và ông cho cho biết rằng là những cái hỏa tiễn này được bắn từ bờ biển và có thể sẽ ngăn chặn tất cả những cái cuộc uh, uh, tấn công từ các tàu chiến. Đây được xem là những cái loại vũ khí mới nhất và được xem là tân tiến nhất từ phía của Hoa Kỳ cung cấp cho phía của Ukraine. Vào tháng trước thì Moskva, một trong những cái tàu của chiến của Nga đã bị chắc đắm ở vùng biển khắc hải sau khi mà Ukraine cho biết là họ sử dụng các cái loại hỏa tiễn chống tàu chiến tấn công vào trong khi đó thì phía Moscow nói rằng do cuộc cái tàu này đắm là do ngọn lửa bắt nguồn từ cái vụ nổ cái kho đạn trong cái tàu chiến này. Đây được xem là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới chiến sự của Ukraine. Và cùng một lượt liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, ông Tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố là không để cho các quốc gia nào ủng hộ cho khủng bố được bước chân vào NATO. Ông Tổng thống Tayyip Erdogan trong ngày hôm qua đã nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ các cuộc đối thoại tuần trước với cả Phần Lan và Thụy Điển sẽ không có được cái mức độ cao hơn và cả Ankara sẽ không bao giờ nói yes tức là không đồng ý với việc mà những quốc gia mà ông ta gọi là ủng hộ cho chủ nghĩa khủng bố bước chân vào NATO. Theo tường trình của đài truyền hình của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra ngày hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phản đối Thụy Điển và Phần Lan gia nhập vào liên minh NATO và trong đó họ nói rằng liên minh NATO đã có những cái phải có những cái hành động chống khủng bố. Từ lâu nay thì à, Tajip Erdogan vẫn lãnh đạo cái à, đất nước Thổ Nhĩ Kỳ và chúng tôi sẽ không nói yes với những quốc gia nào Ủng, ủng hộ cho khủng bố để bước chân vào NATO. Ông ta đã nói với các thông tín viên à, trong một cái trip đi tới à, cái quốc gia gọi là Azerbaijan vào ngày thứ bảy và hai nguồn tin cho biết với hãng thông tấn Reuters là các cuộc đối thoại vào hôm thứ tư chỉ có một chút tiến triển và vẫn chưa rõ ràng cuộc thảo luận này à, sẽ diễn như thế nào. Tuy nhiên, cần theo quy tắc của NATO cần phải có 30 quốc gia trong NATO đồng ý thì à, những quốc gia khác mới được à, ta gia nhập trong khi đó thì thổ nhĩ kỳ thách thức phía thụy điển và phía phần lan một nhóm người kết có tên gọi là kurdistan worker party hay còn gọi, còn gọi tắt là PKK một nhóm dân quân mà Thổ Nhĩ Kỳ xem là khủng bố, họ đã bị trục xuất và hai quốc gia này cũng đã từng ban cấm cái việc mà xuất cản vũ khí cho Ankara từ năm 2019 và do đó thì đây là cái sự bế tắc giữa Phần Lan và Thụy Điển. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích sự thất bại nặng nề của ông Joe Biden và chúc mừng cho nước nước Mỹ lại có thêm một cái phong trào mới gọi là Ultra MAGA. Người dân Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa mùa và cần phải hiểu rõ những gì đang xảy ra. Đó là lời phát biểu của cựu Tổng thống Trump trong cái uh, chương trình rally của ông ở tại Wyoming ở tại uh, Casper vào tối ngày thứ bảy điều quan trọng nhất là chúng ta uh, chính quyền của Trump trước đây đã rất thành công và cuối cùng thì Joe Biden đã lật đổ tất cả sự thành công này dẫn tới thảm họa cho đất nước của chúng ta ông Trump đã nói với tất cả đám đông uh, rally ở uh, cuộc uh, rally ở tại uh, Wyoming hai năm trước đây những gì mà chúng ta làm không ai nghĩ được và bây giờ 3 năm sau chúng ta thấy được những hậu quả mà họ thay đổi và bây giờ họ đã khiến cho Trung Quốc đã trỗi dậy mạnh hơn cựu tổng thống trump đã quay trở lại các chiến dịch uh, địch tranh cử troly trong cái tuần mà ông gọi là uh, khá quan trọng trong đó sẽ hỗ trợ cho ông tới wyoming để hỗ trợ cho harry s uh, người mà ông nói rằng là sẽ thay thế cho nhân vật mà ông gọi là rhino tức là bà lee Cheney, người đã bỏ phiếu đàn hạch ông ở tại sàn hạ viện và họ cho chúng ta một cái tên mới và có thể có một chút xíu sai lầm tuy nhiên thì cái đất nước chúng ta hiện nay đúng là đất nước untwa maga Ultra maga sẽ làm cho nước mỹ tốt hơn ông trump đã lên tiếng phát biểu à, trong một cái cuộc phát biểu kéo dài một tiếng rưỡi đồng hồ và trong một tiếng rưỡi này ông nhấn mạnh rất nhiều đến phong trào maga và ông nói rằng chính Lee Cheney và chính quyền của joe biden đã đặt nước mỹ ở sau cùng không hề đặt nước mỹ lên trên hết đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay lần đầu tiên tờ báo cực tả là Daily Beast đã phải là đăng một trang xin lỗi về việc mà họ nói rằng là cái laptop của anh ông Hunter Biden là bị đánh cắp. Tờ Daily Beast, một tờ báo cực tả, đã chính thức đăng một cái bài xin lỗi tuần này với một người sửa máy computer ở Delaware, người đã tiết lộ ra cái laptop của ông Hunter Biden mà trước đây thì cái tờ báo này cho rằng cái laptop đó đã bị đánh cắp từ à, gia đề, từ trong nhà của ông à, Hunter Biden. Theo tường trình của tờ New York Post, thì à, tổng biên tập đã lên tiếng và xin lỗi à, ông. À, Paul, uh, John Palmer, uh, Isas và trong đó nói rằng ông đã hack vào trong cái uh, computer của và cái laptop của Hunter Biden để đánh cắp các tài liệu. Tuy nhiên thì bây giờ câu chuyện được và uh, phanh phui và rõ ràng chúng tôi đã phải à, xóa bỏ những cái chữ này và chúng tôi xin lỗi đối với ông Mark Isaac cho những cái sai lầm này theo tường trình tờ The Post cho biết đây là tờ báo cực tả và luôn có những cái màn tấn công vào những người à, cánh hữu đặc biệt là tổng thống Trump và luôn tìm cách bao che cho những hành động được xem là tham nhũng trong gia đình của Joe Biden và chính tờ báo này chụp mũ cho cái ông sửa computer là kẻ đã stolen tức là đánh cắp những cái tài liệu trong cái à, laptop mà của ông Hunter Biden là nhờ Hacking. Tuy nhiên thì giờ đây người ta biết rõ là cái laptop này là chính Hunter Biden đã bỏ sửa và không hề lấy lại, khiến cho ông đã đưa cái chuyện cái laptop này cho những nhân vật của đảng cộng hòa. Đây được xem là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, thống đốc tiểu bang Massachusetts đã phủ quyết một cái dự tính là cho phép di dân bất hợp pháp có quyền có bằng lái thống đốc Charlie Baker của tiểu bang Massachusetts đã chính thức phủ quyết một cái dự tính trong đó là tiểu bang này sẽ cấp cái driver license tức là cái bằng lái xe cho những di dân bất hợp pháp trong việc mà xác nhận cái lai lịch và gây ra tình trạng gọi là nguy hiểm cho cái uh, tiểu bang này dự luật có tên là x 4805 À, nếu được thông qua thì sẽ à, cho phép di dân bất hợp pháp có thể xin được một cái bằng lái xe ở tại Hoa Kỳ Nếu như họ ta, à, à, nộp đơn trước ngày 1 tây tháng 7 năm 2023 Và những người nào mà à, xin bằng lái này cần phải cung cấp một số những cái chứng minh về à, cái ngày bớt đê của họ Và cái ít nhất là một cái thẻ mà chứng minh là họ là cư dân của tiểu bang Tuy nhiên thì phát ngôn viên của hạ viện của tiểu bang massachusetts là ron marano cho biết là họ sẽ cố gắng thúc đẩy cái việc mà override tức là sẽ bỏ đi cái quyền phủ quyết của tổng thống trong một cuộc bỏ phiếu vào ngày 8 tây tháng 6 theo tường trình của phía hạ viện cho biết và trong lá thư gửi ra thì vị thống đốc của đảng cộng hòa nói rằng ông sẽ không ký vào cái dự luật này và dự luật này sẽ khiến cho tình trạng mà ghi danh bầu cử sẽ gặp khó khăn hơn. Nếu như những di dân bất hợp pháp dùng cái bằng lái xe này như một cái thẻ chứng minh về lai lịch của họ, thì sẽ gây khó khăn cho các viên chức bầu cử của tiểu bang. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Đầu tiên hết là cao ủy nhân quyền Liên hợp Quốc đã chính thức yêu cầu Trung Quốc tái duyệt xét lại cái chính sách đối với lại người duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Nhân vật đứng đầu của cái tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc trong ngày thứ Bảy nói rằng bà ta đã tỏ ra lo ngại với các viên chức của Trung Quốc về tác hại trong cái uh, chính sách gọi là chống khủng bố và tìm cách gọi là đưa ra những đạo luật ngăn cản cái quyền của những người duyên Cô nhĩ ở tân cương cũng như là một số những cộng đồng hồi giáo khác bà michel bachelet người đang viếng thăm tân cương trong 6 ngày nói rằng chuyến viếng thăm này là không phải là một cuộc điều tra nhưng là một cơ hội để tăng gia tăng cái sự lo ngại về các viên chức lãnh đạo của cộng sản trung quốc à, đang có những hành động bức hại và dọn đường cho việc mà bắc kinh có thể sẽ thay đổi cái uh, cái chính sách của họ đối với lại người duy Ngô nhĩ, đây là một cơ hội giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn tình trạng của Trung Quốc và đồng thời à, chính quyền Trung Quốc cần phải hiểu rõ sự lo ngại của chúng ta và nên có tiềm năng duyệt xét lại những chính sách đã gây tác hại một cách tiêu cực vào vấn đề nhân quyền. Bà ta đã đưa ra một đoạn à, nói chuyện trên video ở à, trong cái ngày cuối cùng của bà ta khi mà viếng thăm Trung Quốc. Chuyến viếng thăm này được xem là lần đầu tiên trong vòng 17 năm kể từ năm 2015 và đã bị lên án bởi phía Hoa Kỳ cho rằng chuyến viếng thăm này của bà đã bị dàn dựng và sẽ không tìm hiểu được, được bất cứ một điều gì thật sự về cái tình trạng đàn áp nhân quyền của Cộng sản Trung Quốc tại Tân Cương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của à, Trung Quốc cũng như là vấn đề nhân quyền của Trung Quốc và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có những cái bước vững chắc với Hoa Kỳ trong việc đối phó với tình trạng Trung Quốc gây ảnh hưởng tại Á châu Thái Bình Dương, đó là lời phát biểu một cách chính thức của tân thủ tướng của nước Úc. Úc sẽ tiếp tục cùng với Hoa Kỳ để thừa nhận Trung Quốc là một thách thức nghiêm trọng cho tất cả những cái quy tắc quốc tế tân thủ tướng của úc là ông anthony albany đã lên tiếng xác nhận vì giữa lúc mà chế độ cộng sản trung quốc này đang tìm cách gọi là thay đổi cái hiện trạng ở tại khu vực của á châu thái bình dương xin lỗi và tiếp tục bản tin theo tường trình của tờ Sky News trong ngày chủ nhật thì vị thủ tướng thứ 31 của nước Úc nói rằng nước Úc sẽ tiếp tục có những cái làm việc chặt chẽ với các đồng minh tại Hoa Kỳ và ông đã lên tiếng đưa ra cái lời phát biểu của ông sau khi mà có những lo ngại là là đảng cánh tả của ông ta có thể nghiêng về phía Trung Quốc. Lời phát biểu này được đưa ra ngay sau khi mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong ngày 26 cây tuyên bố là Washington sẽ không để cho Trung Quốc có cái thách thức và thay đổi hiện trạng ở Nam Thái Bình Dương. Đặc biệt là giữa lúc mà Bắc Kinh đang có những cái phát triển của họ xuống Nam Thái Bình Dương và giữa lúc mà tổng ông tổng thống Putin đang tiếp tục cuộc chiến của ông ta chúng ta phải tập trung vào những cái thách thức nghiêm trọng và vi phạm vào quy luật của quốc tế, đặc biệt là đến từ nhà nước nhân dân Trung Quốc. Đó là lời phát biểu của ông Blinken đưa ra trong lời phát biểu của ông ta trong vấn đề liên quan tới chính sách của ông Joe Biden tại với Trung Quốc. Và Trung Quốc là một trong những quốc gia mà đã có những cái hành động được xem là cố tình phá hủy tất cả những cái quy tắc và những cái quy luật trên toàn cầu. Họ gia tăng tất cả tầm ảnh hưởng về kinh tế, ngoại giao và quân sự cũng như là quyền lực về kỹ thuật và Bắc Kinh dường như đang muốn bành trướng và tăng cường cái giá trị của họ vốn đã muốn phá hủy tất cả những quy tắc đã có trên 75 năm qua. Và trong đó thì ông thủ tướng của Úc đã lên tiếng và xác nhận rằng sẽ có một cái chiến lược cạnh tranh giữa Úc và Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên Đảng Lao động sẽ tiếp tục thừa nhận là đây là quyền lợi của nước Úc và cần phải bảo vệ cái hòa bình an ninh ở khu vực và ông lên tiếng cho biết việc gia tăng về tiếp cận ở khu vực các đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương sẽ là vấn đề then chốt trong chính sách của Đảng Lao động đối với việc đối phó với Trung Quốc và chỉ ra cho thấy là chuyến đi của bà ngoại trưởng Penny Wong tới đảo Fiji tuần này là để tăng cường các mối quan hệ sâu đậm với những quốc gia láng giềng ở Nam Thái Bình Dương ông đảng Labour cũng đồng đảng lao động cũng đồng thời dự tính là sẽ đầu tư vào cái việc huấn luyện về lực lượng quốc phòng của úc trong đó bao gồm luôn cả an ninh hàng hải và vấn đề gọi là thúc đẩy về bảo vệ khí hậu toàn cầu đây được xem là một trong những cái chính sách mới mà tân thủ tướng của úc đã đưa ra giữa lúc đang có những lo ngại là đảng lao động của ông ta có thể sẽ bị mềm dẻo với lại sự bành trướng của trung quốc ở nam thái bình dương đó là bản tin liên quan tới tình hình của Úc và của Trung Quốc ngày hôm nay. Trong khi đó thì quần đảo Solomon tuyên bố là Trung Quốc đang duyệt xét cái kế hoạch là sẽ xây dựng một cái trung tâm huấn luyện cảnh sát ngay tại quần đảo Solomon. Trung Quốc đang duyệt xét một bản kế hoạch trong đó là sẽ thành lập một cái trung tâm huấn luyện cảnh sát ngay trên quần đảo Solomon. Ngoại trưởng của đảo quốc này là Jeremia Manele đã cho biết trong ngày thứ năm, giữa lúc mà Bắc Kinh đang thúc đẩy cái gọi là quan hệ song phương ở mức độ cao hơn. Vị ngoại trưởng của quần đảo Solomon đã đưa ra lời phát biểu này trong cuộc họp báo chung với ngoại trưởng của Trung Quốc là Vương Nghị, người đang có chuyến bay uh, chuyến đi 10 ngày viếng thăm 8 quốc gia tại uh, ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Trong đó thì cái uh, tổ chức gọi là Media Association of Solomon Islands là gọi tắt là a uh, Masi đã tẩy chay cuộc họp báo này bởi vì họ nói rằng họ chỉ có được uh, cái quyền hỏi một câu hỏi với lại vị ngoại trưởng trong khi đó thì vương nghị là là không chỉ có trả lời những câu hỏi của các phóng viên của trung quốc mà thôi và giới truyền thông ở tại cái vùng đất dân chủ này đã phản đối việc mà giới hạn cái việc tường trình của họ trong vấn đề gọi là đưa tin liên quan tới tình hình của trung quốc trung quốc vẫn tiếp tục đưa ra một cái uh, kế hoạch là sẽ xây dựng một cái trung tâm huấn luyện cảnh sát và hỗ trợ cho những cái căn bản hạ tầng cơ sở của cảnh sát cũng như các tài khoản khác giúp cho quốc gia này có thể tăng cường cái môi trường an ninh đó là lời phát biểu của ông ngoại trưởng của solomon đã đưa ra tuy nhiên thì giới ký giả của solomon đã tẩy chay cuộc bộ, à, cuộc cái gọi là cái cuộc họp báo này bởi vì thứ nhất là ông ta chỉ trả lời duy nhất một câu hỏi đó là cái người ngoại trưởng của Solomon trong khi ngược lại Vương Nghị từ chối trả lời các câu hỏi của những ký giả của Solomon mà chỉ chọn trả lời đối với những ký giả của Trung Quốc đây được xem là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới à, chuyến viếng thăm của Vương Nghị kéo dài 10 ngày ở tám đảo quốc này các đảo quốc khác gồm có Kiribati, Tonga, Vanuatu, Papua New Guinea, Fiji và Đông Timor. Ông ta cũng sẽ viếng thăm những đảo quốc này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay. Ngoại trưởng của Đài Loan đã tiên đoán rằng Trung Quốc có thể sẽ dẫn tới một cuộc tranh chấp trên toàn cầu ngoại trưởng của Đài Loan là ông Joseph Wu đã, trong ngày chủ nhật đã lên tiếng tiên đoán rằng à, thế giới sẽ rơi vào một cái cơn hỗn loạn và trong đó việc vi phạm nhân quyền của Trung Quốc ở Tân Cương và việc bức hại chính trị ở Hồng Kông và Đài Loan có thể sẽ dẫn tới một cuộc tranh chấp trên toàn cầu trong một cái tweet thì ông Wu đã xe ra một cái à, bản báo cáo về tình trạng cảnh sát ở Tân Cương đầu tiên họ đã chiếm đi họ đã à, chiếm là đầy Tây Tạng một cái một cách ôn hòa. Sau đó họ chuyển Tân Cương thành một cái vùng gọi là có những cái trại chống lại cái chủ nghĩa cực đoan. Và bây giờ họ đã thay đổi hiện trạng của Hồng Kông và đang rượt theo Đài Loan trong cái chính sách One China của họ. Rõ ràng là họ đang tìm cách gọi là tạo ra một cái thế chiến mới. Theo lời báo cáo cho biết, từ một cái bản báo cáo của Andrew Zeng một chuyên gia về Trung Quốc trong đó, đã trung ra hàng ngàn tấm hình cho thấy là những người bị bắt giữ Duy Ngô Nhĩ và các cái văn bản từ trong cái chế độ tự trị ở tại Tân Cương. Trong đó gần như là có ba lời phát biểu của những giới chức hàng đầu của Cộng sản Trung Quốc là tìm cách ngăn chặn và cố uh, cố tình gọi là có hành động diệt chủng đối với lại người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương và chính điều này ông Joseph vu đã lên tiếng và cho rằng là Trung Quốc đang tìm cách gọi là thống trị và sự thống trị này cuối cùng sẽ dẫn tới một cuộc tranh chấp trên toàn cầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới Đài Loan ngày hôm nay. Đài Loan đã bắt đầu giao tất cả những cái uh, tàu chiến cho lực lượng tuần duyên của họ mà họ gọi là à, có một số những cái hỏa tiễn gọi là ship killer, tức là những cái hỏa tiễn chặn tàu chiến. Lực lượng tuần duyên của Đài Loan đã được chuyển ít nhất là một số những cái loại hỏa tiễn gọi là ship killer, tức là tạm gọi là những tàu hiệt, uh, diệt chiến hạm của uh, của Đài Loan và trong đó sẽ trang bị cho lực lượng tuần duyên của họ. Và bản tin mới nhất cho biết trong một cuộc tập trận vào ngày thứ hai vừa qua, 23 tây tháng 5, thì lực lượng tuần duyên của à, Đài Loan đã được lắp đặt một số những cái hỏa tiễn ở trên tất cả những cái à, à, chiếc tàu của họ bao gồm các loại hỏa tiễn gọi là Sun Fan à, hay còn gọi XFSU à, đây là loại hỏa tiễn có mức bắn khoảng à, với mục tiêu khoảng 100 trên 100 km và được giao cho lực lượng tuần duyên để tuần tra xung quanh khu vực đảo Okik theo tường trình của giới quân sự Đài Loan cho biết và loại hỏa tiễn này là có thể chống được những cái sự tấn công bất ngờ của các chiến hạm và nó đã được sản xuất bởi cái viện nghiên cứu khoa học và kỹ thuật của Đài Loan với sự hỗ trợ của lực lượng quân sự Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái trang bị mới nhất cho lực lượng tuần duyên của Đài Loan đối phó với tình trạng đe dọa nguy hiểm từ phía Bắc Kinh và đó là bản tin sau cùng trong phần tin tài sự buổi tối à, buổi chiều ngày hôm nay à, trong cái phần tin tài sự này và trước khi chia tay vẫn mời quý vị xem lại cái trailer của phong về cuốn phim cạn dầu sẽ được trình chiếu vào mùa hè năm nay cái nghiệp của mình đã hết cái lương đã chấm dứt rồi tụi nó còn không muốn một con hát để lương rẻ tiền như tôi biết quân đồng đem thành mình trời nam thanh sự rạng danh